nhau nữa. Ali, chạy đâu nhanh vậy? Đại thiếu gia, sao đại thiếu gia đến cái nơi rách nát tôi tàn này làm gì đấy? Tới thăm mày lần cuối. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ nhắc tới tên tao. Ali, Ali, mày không được chết, mày phải sống, mày không được chết, mày không được chết. Cũng không có sâu mấy. Ui, đỉnh vậy anh Bảy, vệ sinh không vậy? Rượu giống như cồn, vậy là sát trùng đó. Mày lo nó quá, sao không đem bệnh viện đi? Đem ra tao làm gì? Ổng đòi, ổng kêu là phải đưa qua gặp anh Bảy, tin của mình anh thôi đó. Tin tao để tao làm.
gà dính cửa thì cũng làm vậy à. À, không có thuốc tê, mày có cần hút thuốc hay là tao mở phim cho mày coi để giảm đau không? Tôi không cần mấy thứ đó, làm đi. Bản lĩnh. Gì cả, mày cứ báo tao hoài vậy mà không hiểu sao người ta cứ cắm đầu chết vì mày. Tao nể mày thiệt á. Chắc mày để tao chết vì mày luôn mới vừa lòng đúng không? Hay vậy quá. Anh nghe là chuối. Con nghe mày ngon quá. Gì cả, muốn cứu ai đưa em mày. Mang cái USB đến cho tao. Một thứ đổi hai mạng quá hời cho mày rồi. Mày nên đến một mình làm trái ý tao á, đừng mong gặp lại hai đứa em mày. Mày con chó. Dì cả, đứng lại. Mày lết cái giò quèo đi đâu đó. Bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Đừng có nóng vội. Em mà không qua bên đó, nó sẽ giết chết hai đứa em của em. Mày bị điên hả? Mày đi một mình qua đó chẳng khác gì cắm đầu vô chỗ chết. Cái mạng què mày có chết đi nữa cũng không có cứu sống được hai đứa em mày đâu. Hết cách rồi anh Bảy. Một khi nó đã ép mình qua bên đó, chắc chắn nó đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nó không cho mình có thời gian suy nghĩ đâu. Nếu như em không qua đó, A Chê và bà Nana sẽ chết. Mày cứng đầu quá. Muốn làm gì mà làm đi. Biến khỏi nơi đây và đừng có báo tôi nữa giùm. Dặn chân phong ba ập tên ta. Cách xa bao nhiêu người anh em của chúng ta. Đặng cây mới nhận ra đã có lúc ta lại từ. Mày bản lĩnh lắm Di Ca. Đưa cho tao. Mày nghĩ thằng Di Ca này ngu hả? Thả ngược trước, giao hàng sau. Ok, tao là chủ nhà mà, chiều khách cũng không sao. Tới đây làm chi vậy? Tụi nó không tha cho mình đâu. Có chết cũng phải tới. Chết thì anh em chết chung. Mới là tao. Hạ hổ hạ bi đang hạ cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, đã hết tất cả bọn ngu dốt. Chờ thời phản tao ở trong nhà, ở dưới giang hồ ai ai cũng đã gọi to tên tao là anh Bảy Gà. Dữ vậy sao? Hello, Hân Quang chào đón tất cả các bạn thân mến đã đến với ngôi nhà của Hứa Minh Đạt. Đó là kênh chính thức YouTube Hứa Minh Đạt. Nếu các bạn yêu thích và muốn xem những cái clip của Hứa Minh Đạt thì hãy nhớ bấm subscribe cũng như là theo dõi đó. Các bạn sẽ được xem những clip mới nhất, những clip mới nhất kênh xe bèn của Hứa Minh Đạt. Các bạn à, chúc các bạn xem clip thật là vui vẻ nha. Woohoo.